Bây giờ là 22 giờ đêm này, thầy buồn ngủ, mắt cũng đã hơi buồn ngủ một tí rồi. Chứa cho cháu gái này. Bật Facebook tương tác xem còn ai còn thức không. Cô cháu gái xinh gái này đến muộn, 9 giờ tối mới đến. Thế này về con về nhà thì 10 rưỡi mới được về à? Ôi trời ơi. Nhưng mà lần sau phải ăn nhẹ một cái gì đi nhá, không đói không. Ok Úi rồi không, tụt hết ăn mất. Thế mà ngày xưa cái đợt đi học việc đến chữa thì tiện đúng không? luôn. Vâng. Đợt đấy lại chưa biết thầy nhỉ, có ai gọi điện kìa. Con chịu khó mặc áo đúng không? Cái vết sầy này là vết mặc áo đúng không? Anh xem là chịu khó đấy. Đi về là tí đi đường Tố Hữu về à? Con đi được Nguyễn Trãi. Ô đi đường Nguyễn Trãi á? Vâng. Đường ý thì đỡ sợ chứ đường Tố Hữu tối không đi được đâu, nó vắng lắm. Con gái đi đêm một mình không nên đi đường Tố Hữu, đi đường Nguyễn Trãi nó đông. Đường Nguyễn Trãi thì lúc nào cũng đông người. Nó song song với đường Nguyễn Trãi, có nghĩa là hai đường chạy song song nhau đây này, mà nhà thầy đang ở giữa hai cái đường đấy. Có nghĩa bây giờ là con rẽ Lê Trọng Tấn đi ra Quang Trung đúng không, thì con rẽ Lê Trọng Tấn này cũng ra Tô Hữu luôn, hai đường song song nhau. Lúc nào cũng đông người, đi thì không sợ. Thế đi Tố Hữu buổi tối này phụ nữ không không yên tâm, muộn rồi. Vắng như thế bọn cướp giật móc túi lằng nhằng á, bọn cô hồn chát đảng. Hôm nay là 12 tháng 12 đúng không? Đúng 12 tháng 12. Thế là còn có 2 còn có 18 ngày nữa là hết năm 2020 dương lịch. Và ngày mai là 29 âm của tháng 10 rồi, 2 tháng nữa là bắt đầu Tết âm lịch của mình rồi. Nhanh thế. Một cái năm chưa làm một cái việc gì. Toàn dịch bệnh. Toàn dịch bệnh mới nghỉ thôi, không làm một cái việc gì. Thế này mà con chưa xong thì về đến nhà phải gần 11 giờ à? Vâng. Ôi trời ơi. Thế sáng mai mấy giờ dậy đi làm? Con ở đây luôn. Ừ, thế mấy giờ dậy? 8 giờ. 8 giờ dậy. Cái phần này là thẳng lên này Hà này. Đoạn đây này, đoạn chụp cong này mà con lúc trước là đi chụp đoạn này đúng không? Đoạn trên lúc ấy là nó bệnh viện nó chụp thiếu, đoạn trên này không chụp, nhưng đoạn trên này bây giờ là còn đoạn trên này một tí, đoạn dưới này là gần như thẳng rồi. Hoàng Idol. Thế Hà đến chưa nhìn thấy cái mặt giấy khen của thầy đúng không? Mới hôm nay treo lại anh nhỉ? Vào cái lên giường nằm đấy. Vào cái lên giường nằm ngay, chưa chỉ kịp nhìn ngó cái gì đúng không?
Thế nên Hà phát hiện Hà cong vẹo từ năm bao lâu? Cách đây bao lâu rồi? Năm ngoái á. Năm ngoái mới phát hiện ra mình bị cong vẹo cái gì? Vâng. Thế lúc con đi chụp là bao nhiêu độ? Không đo độ, không, họ không đo độ. Neno Hoàng Idol Benito. À lúc ấy là bệnh viện người ta không đo độ ấy gì. Buổi trưa xong rồi 10 rưỡi đêm, 22 giờ 30 đêm về đến nhà, con về là đúng 11 giờ đấy. Đi đường cẩn thận nhé, đêm hôm đi đường vắng. Chính ngoài Hà Nội mình nó còn ít cướp giật hơn trong Sài Gòn, trong Sài Gòn nhiều hơn. Bàn tay vàng của thầy thật tuyệt vời, chúc thầy nhiều sức khỏe. Cảm ơn Hoàng Idol nhé. Mình được thừa hưởng đôi bàn tay này là của bố mình. Bố ông già rất khéo tay. Ông già gần như cái việc gì ông già cũng làm được, ông già khéo tay á.
xì như kiểu là xì xì hơi. Thảo Lê, em chúc thầy chúc anh tràn đầy năng lượng để chăm sóc cho bệnh nhân. À, cảm ơn Thảo Lê nhé. Đi đây. Cô bé này chịu khó lắm, làm việc xong 8:30 phi đến nhà thầy luôn, đến nơi 9 giờ, chữa mất 1:30, chữa xong 10:30 đêm, về nhà 11 giờ đêm mới ăn cơm xong mới ngủ. Quá tuyệt vời. Chào mọi người nhé, kết thúc rồi, để cho cô bé vẫn ngồi dậy để nắng ngủ, không quay lên để nhìn thấy mặt lại xấu hổ. Hàng ngồi dậy. Có một người tìm hơn 1 tiếng đồng hồ mà không thấy nhà thầy, có vui không thì? Cái cổ đỡ mỏi chưa? Con thấy cái nghề này yếu không làm được, hiểu chưa? Cái nghề này yếu làm sao đấy, được toàn nắn xương nắn khớp. Đấy là con là thuộc hệ bé nên nhiều người to đùng 70-80 cân yếu không nắn được. Dùng lực nhiều. Anh định mùa này thì anh định nhàn, nhưng mùa hè anh định còn không ngáp được. Như kiểu là con cá thiếu oxy, nó ăn ít mà. Nó ăn ít xong là nó ra đây. Ô, Thụ về chưa? Ô, gọi đi, gọi cho Thụ về đi, Định ơi. Có số không? Chắc là anh không về, bởi vì anh còn mua hiểm đi mà này. Ô, thế à? Đi đâu mà cầm mua hiểm? Còn này thầy kia là lúc ấy mà biết thấy thầy châm cứu cho luôn đi nhở. Trời ơi, giờ này chưa châm cứu. Ồ, mà thầy như còn chưa lưu số vào tay Thụ này rồi. Đúng.
Đúng rồi, chưa lưu số Định ạ. Định có số chưa? Định ơi, Định có số của anh Thụ chưa? Đâu đấy, ấy cho nên điện cho nào bảo về, có về không để thầy con châm cứu cho. Không thì căn bản ngày mai hắn nó lại về rồi, chứ là ít ngày quá. Bao giờ về? Anh đi lại thì chưa về đâu, để ngày mai. Ngày mai thì ngày mai hắn chiều nó lại về rồi mà. Đi đâu à? Vâng. Anh đi chưa về thì anh về. Nằm yên coi. Bạn không ra kéo 22 giờ rồi, kéo 30 phút là thành 22 giờ 30. Thụ đi, ô Thụ có người quen ở đây à? Ô tay thế giỏi nhờ. Ok. Định ơi kéo ra Hà này.